Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, những đợt mưa lớn liên tiếp vừa qua đã khiến cho sản xuất nông nghiệp của bà con các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề. Bên cạnh trồng trọt, thủy sản thì chăn nuôi cũng là một lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ở nơi tâm lũ Nghệ An. Theo thống kê, sau đợt mưa lũ vào cuối tháng 9 thì toàn tỉnh Nghệ An có gần 276.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Hàng chục trang trại hư hỏng, mất trắng. Thiệt hại của người chăn nuôi sẽ không dừng lại ở đó, bởi sau mưa lụt thì môi trường bị ô nhiễm từ chất thải và xác động vật. Nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao. Một trong số đó chính là dịch tả lợn châu Phi. Tại Nghệ An thì trước thời điểm mưa lũ đã từng tồn tại một số ổ dịch tả lợn châu Phi. Và sau mưa lũ, nước ngập nhiều đã khiến cho mầm bệnh phát tán ra diện rộng. Mặc dù không nằm trong vùng ngập lụt nặng, chuồng nuôi cao giáo, thường xuyên vệ sinh. Tuy nhiên, sau đợt mưa lụt vừa qua, lợn nái của gia đình ông Nguyễn Cảnh Hùng ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đây là hộ chăn nuôi thứ tư ở xã Xuân Thành phải tiêu hủy gia súc do dịch. Sau khi lụt thì lần tôi đã bị bệnh trong một tuần. Thì trong cái tuần nữa là có như tôi cùng là xử lý chuồng trại, rồi cùng quăng vôi bột, rồi cùng là tiêm phòng. Sống được 3-4 ngày cái đó thì là có như là lần bị là không bỏ ăn, rồi là có như là hành tử hành chết. Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều địa phương ở Nghệ An đã bị ngập nặng, trong đó có một số xã, huyện đang xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Do đó, mầm bệnh theo nguồn nước, xác động vật chết trôi, phát tán ra môi trường. Sau mưa lụt, chính quyền các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người chăn nuôi, tập trung vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh để giảm thiểu thiệt hại, tránh nguy cơ dịch chập lũ. Thì hiện nay là có một số hộ dân là đã là dịch bệnh, ví dụ như dịch tả lợn rồi là trâu bò, cán bộ địa phương rồi các ban ngành của địa phương là cũng đứng khử khuẩn cho những cái vùng mà bị ngập lụt, đặc biệt nhất là chăn nuôi. Là giờ hiện nay địa phương đang có thể là nhận thuốc về để phát cho những hộ gia đình đó là để ta tập trung để là khử khuẩn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, hiện dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại một số địa phương của huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Yên Thành. Virus gây dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, mầm bệnh đã lưu hành rộng trong quần thể lợn, tồn tại trong môi trường tại các ổ dịch cũ. Và đến khi mưa lũ xảy ra, nguồn nước ô nhiễm, xác động vật chết trôi như thế này sẽ càng khiến cho mầm bệnh dễ phát tán ra môi trường. Và đến thời điểm hiện nay thì ở miền Trung, nhiều chuồng trại chăn nuôi vẫn đang bị ngập nước, ô nhiễm. Đây là điều kiện thuận lợi để loại dịch bệnh này bùng phát, lây lan. Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm trên lợn do virus gây ra. Bệnh có thể gây chết với tỷ lệ lên đến 100%. Bệnh lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây truyền theo nhiều đường khác nhau như thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc khi lợn khỏe mạnh tiếp xúc với máu, phân, chất bài tiết của lợn bệnh. Mưa lũ là một trong những điều kiện thuận lợi để dịch bệnh này phát tán và lây lan. Bệnh dịch tả lợn châu Phi là cái bệnh mà có thể là lây truyền theo cái nguồn nước rất là mạnh. Thế và đặc biệt là đối với cái mưa bão như thế này mà chúng ta không kiểm soát được. Mà đặc biệt là những cái chỗ mà nó đã có ổ dịch cũ rồi thì cái mầm bệnh nó phát tán rất nhanh. Và nó tạo nên không những ở một chỗ đâu mà trên cái diện rộng. Là cái cấu trúc vật chất di truyền của nó là ADN và nó rất bền trong điều kiện môi trường bên ngoài. Chính vì thế cho nó tồn tại, khi mà nó phát tán ra bên môi trường bên ngoài thì nó phát tán, nó giữ được rất lâu ở điều kiện môi trường bên ngoài, cho nên là cái điều kiện để nó phát bệnh rất dễ dàng. Khi mùa bão đã xảy ra mà chúng ta không kiểm soát được, mà bệnh dịch bệnh nó đã phát ra rồi ấy, thì mầm bệnh nó sẽ phát tán theo nguồn nước, và nước có đi đến đâu thì dịch bệnh nó sẽ đi đến đó. Dịch tả lợn châu Phi đã hoành hành tại nhiều địa phương trên cả nước từ trước khi mưa lũ xảy ra. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra trên 1.000 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 50 tỉnh, thành phố, tổng số lợn tiêu hủy gần 47.500 con. Dịch
Dịch tả lợn châu Phi là loại bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, từng là nỗi ám ảnh của người chăn nuôi và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong khi đó, thì virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường. Đường lây truyền của bệnh này lại rất phức tạp, khó kiểm soát, nhất là trong điều kiện mưa lũ ngập lụt. Đã từng có những ổ dịch tả lợn châu Phi trên các địa bàn bị ngập lụt như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau mưa lũ, nước rút, thế nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại. Vậy thì người chăn nuôi cần phải làm gì để kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh này? Mời quý vị cùng theo dõi. Mỗi trận mưa lũ ập đến, nước lại lênh láng khắp nơi. Các chuồng trại chăn nuôi ở các vùng trũng thấp không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhẹ thì nước tràn qua, nặng thì ngập sâu. Rác, xác động vật, chất thải chăn nuôi trôi theo dòng nước. Mầm bệnh từ các ổ dịch cũng theo đó phát tán. Nước rút, nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao. Vì vậy, việc xử lý môi trường chăn nuôi sau lũ là rất quan trọng. Đối với cái bệnh dịch tả lợn châu Phi mà ở cái vùng chưa bị dịch ấy, thì theo tôi ấy, là nên dùng vaccine để tiêm phòng. Đấy. Cái vaccine của Lavetco hiện nay đã được cho phép sử dụng. Tất nhiên có sự kiểm soát. Cũng phải nói là như thế, bởi vì sao cái dịch tả lợn châu Phi là cái có thể nói rằng là đây là cái bệnh rất nguy hiểm và cái việc phát triển vaccine của chúng ta bước ra một cái tốc độ rất là nhanh, truyền có nhiều cái khuyết tật mà chúng ta vẫn phải kiểm soát. Và cũng như vừa rồi chúng ta thấy đấy, cái chuyện xảy ra ở Quảng Nam hay là xảy ra ở Bình Định là do cái người dân sử dụng mà không thực hiện đúng theo cái quy định. Ví dụ chẳng hạn, nó quy định là chỉ tiêm cho lợn trưởng thành chứ không thể tiêm cho lợn nhỏ. Thế lợn nhỏ là bắt đầu có vấn đề ngay. Hoặc là tiêm cho lợn nái sinh sản, tiêm lợn nái sinh sản có vấn đề ngay. Hoặc tiêm cho đực giống là tiêm lợn đực giống cũng có vấn đề ngay. Đấy. Cái này nó chỉ phù hợp đối với lợn mà đã trưởng thành thôi. Thế cho nên là chúng ta phải tuân thủ theo đúng cái quy định của nhà sản xuất để đảm bảo làm sao và phối hợp chặt chẽ với chi cục thú y địa phương. Bên cạnh việc vệ sinh môi trường chăn nuôi thì tiêm vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh loại dịch bệnh này. Tuy nhiên theo chuyên gia, việc tiêm phòng vaccine cần có sự kiểm soát chặt chẽ. Sau khi bão đổ thì chúng ta cần phải xử lý môi trường hết sức nghiêm túc. Có hai vấn đề đặt ra ở đây. Thứ nhất là cái nước uống. Nước uống là chúng ta đều phải xử lý bằng hóa chất để đảm bảo rằng cái nước uống đó không có mầm bệnh dịch tả châu Phi. Đó là việc nhất. Việc thứ hai, cái thức ăn. Trong thức ăn thì thức ăn chúng ta cũng phải được bảo quản một cái hết sức nghiêm túc để làm sao bản thân thức ăn nó cũng không có nhiễm dịch tả châu Phi hoặc là chúng ta có thể nấu chín. Thì như vậy nó đã đảm bảo an toàn hơn. Cái thứ ba là thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi ngay tức khắc sau khi mà dịch lũ qua đi. Thì như vậy là tức là chúng ta ngăn cản tối đa cái mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi ở bên ngoài môi trường nó xâm nhập vào trang trại. Đối với tất cả những cái vùng mà cái chuồng trại mà ở thấp ấy, thì chúng ta đều phải nâng lên chỉ ở cao để làm sao khi mưa gió thì nó không bị tràn vào đó. Đặc biệt là những khu vực mà đã có bị ổ dịch rồi mà chúng ta xử lý không nghiêm túc thì cái mầm bệnh nó vẫn cứ tồn tại ở ngoài môi trường và từ tồn tại ngoài môi trường đó nó theo cái nguồn nước nó chảy đến đâu thì dịch bệnh nó phát tán đến đó. Hiện thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nhiều, trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Do vậy, người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp phòng bệnh như thực hiện dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, khu vực nuôi nhốt, đồng thời khử trùng tiêu độc bằng hóa chất kết hợp với vôi bột theo quy trình và tần suất quy định. Bên cạnh đó, cần tuân thủ đầy đủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh phát tán lây lan. Thưa quý vị, sau mưa lũ thì nhiều loại chất thải rắn vẫn còn tồn ứ ở trong môi trường, cộng với khí hậu ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh, ảnh hưởng đến chăn nuôi. Bên cạnh dịch tả lợn châu Phi thì nhiều loại dịch bệnh khác cũng rất dễ phát sinh trên đàn lợn như dịch tả, phó thương hàn và lở mồm long móng. Vì vậy, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, tăng sức đề kháng để bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Và thưa quý vị, 10 phút cảnh báo ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.